Trời ơi đất ơi, mình đi vệ sinh vô nè. Trời đất ơi, ủa sao tự nhiên ai bật like vậy? Thôi sẵn like rồi mình like luôn. Đứa nào tự nhiên bật hai cái điện thoại like? Trời trời. Ok, trước khi mà chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với livestream kênh ma của Chu Hoài Bảo, và mình là Chu Hoài Bảo. Chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ nói về cái bộ nail của mình. Các bạn thấy không? Bộ nail khá là xinh. Bộ nail này là nó được edit kiểu như là mình là người tự edit cái bộ nail này. Các bạn nhìn đi. Rồi ok, chúng ta sẽ kể câu chuyện này ha. Chuyện mà mình đi làm nail á, không phải là thì ok, dạo gần đây là mình theo phong cách là nam tính, nhưng mà mình cảm thấy là mình nhìn cái bộ mình cái bộ nắm móng của mình á, mình cảm thấy là tự nhiên mình muốn làm thôi mọi người. Đó, mọi người muốn hỏi lý do tại sao mà mình lại làm nail thì cảm ơn Mai Trinh nha, là chị mình đơn giản là chị muốn làm thôi. Mình cảm thấy mình làm xong mình vui vẻ, mình cảm thấy mình tiêu tiền á mọi người, xong mình vui vẻ xong rồi mình nói này kia. Ok, miễn là mình vui thôi. Mình không có quan trọng là như thế nào, mình không có quan trọng về cái vấn đề giới tính đâu. Mình vui thôi. Sau đó thì giờ trên ai cũng ai mà không có làm nail đúng không? Giờ mình trước khi mình kể chuyện Mai cho mình kể thầy trước. Xong rồi mình mới đi mua. Mình cũng rất là thân với lại cái cô mà bán bạc xỉu ở gần nhà mình. Xong rồi mình mới đi mua bạc xỉu. Rồi trước đó thì sau khi mà mình làm xong rồi mình về á, thì cô cũng có thấy là mình cũng ra mua rồi. Thì cô có nói là sao làm vậy chi vậy, thôi về bôi đi con. Thế xong rồi qua ngày hôm sau thì mình không bôi. Qua ngày hôm sau thì mình không bôi. Tới ngày hôm nay mình không có bôi. Cái cô nói là sao cứ để hoài vậy. Cái tự nhiên mình mua xong rồi, hôm nay mình mua xong bạc xỉu xong, mình cầm cái ly bạc xỉu mình về, cái cô kiểu không biết cô nghĩ gì á. Ý là bây giờ mình kể là mình không có tức cô nha, mình không có tức cô đâu, nhưng mà cô tự nhiên cô đứng cô la lên, trời ơi bảo mày đi, bảo mày đi, bảo mày đi. Sao vậy cô? Sơn móng tay không nhất thiết là phải về đề nha. Miễn là mình vui thôi chứ mọi người. Cái mình nghĩ đó, lúc đó thì mình cũng không tức cô, mình cũng không thấy quê luôn. Tại vì những cái người đi ra ngoài đường á, những cái người mà đi qua ngang ngang ngoài đường á, người ta cũng không quá thân thiết với mình, người ta cũng không biết mình là ai, với lại là người ta cũng thấy cái chuyện nó sẽ bình thường thôi. Ý là người ta cái chuyện nó không có vấn đề gì mà nó ghê gớm hết. Cô làm vậy cô mới không bình thường á. Ý là cô, mục đích của cô làm vậy là để cho mình quê, để cho mình bôi cái này đi á, tại vì con không có muốn mình sơn móng tay. Nhưng mà cô cũng không phải ba má mình mọi người. Cô cũng phải ba mẹ mình, mà cô cũng sao đó ta, cái này cơ thể của mình mà mình muốn, mình thấy là cơ thể của mình muốn làm gì làm, nhưng mà mình không có trách cô nha. Mình vẫn sẽ ra ngoài mua bạc xỉu, mình vẫn sẽ nói chuyện với cô bình thường. Nhưng mà đợt sau mình sẽ làm bộ nail lồng lộn hơn ha. Ý là mình giỡn vậy thôi, nhưng mà mình thích làm những cái con kênh nhỏ nhỏ vậy nè. Rồi xong mình thích là mốt mình sơn màu đen cho nó nam tính hơn, tại vì mình sơn màu xanh cho nó hợp phong thủy mình thôi, hiểu không? Mình cũng thấy vui mà, mình thấy vui là được rồi. Nhưng mà cơ thể mình mà mình muốn làm gì thì làm. Cho nên cái việc quan trọng ở đây á là mình muốn nói với các bạn là Bảo không hề quê. Bảo cảm thấy rất là hài lòng với những gì mà mình làm, cho nên là khi cái cô đó hành xử với mình như vậy á, nếu mà là các bạn sẽ cảm thấy khó chịu đúng không? Nhưng mà với mình lúc đó thì mình cảm thấy là cô đang không bình thường á. Lúc này là cô mới quê á, ý là mình tỏ ra cái điều đó là một điều bình thường, khiến cho cô không nói điều đó nữa. Mình đã tỏ ra một cái điều đó là điều bình thường, mình không quan tâm tới, cho nên là khi mà cô làm một hồi cái cô thấy mình không quan tâm tới á, cái cô không làm gì nữa. Cho nên mình quan trọng với các bạn một điều là hãy cứ sống theo những cái cách mà các bạn muốn. Hãy cứ làm những cái gì mà các bạn muốn. Đừng quan tâm người khác nghĩ gì. Nếu mà các bạn quan tâm người khác nghĩ gì, các bạn đang tự dè biểu bản thân mình, đang tự kỳ thị mình thôi. Cố lên nha. Cứ thích ăn mặc như thế nào, cứ thích thời trang như thế nào, tùy các bạn. Your body, your choice. Mình ủng hộ các bạn. Mình hãy như mình, hãy vui vẻ như mình. Mình hoàn toàn vui vẻ luôn nha mọi người. Ok, bắt đầu chuyện ma của ngày hôm nay. Câu chuyện đầu tiên là của một bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã gửi quà cho mình nha. Câu chuyện đầu tiên là của một bạn đã gửi cho Bảo. Và cái chuyện này á, là cái chuyện mà Bảo không nghĩ là có thật. Ý là Bảo nghĩ là nó sẽ có thật, nhưng mà không nghĩ tới bây giờ nó vẫn còn. Vào năm 2015 thì cái bé này gửi chị này cho Bảo xin phép được giấu tên. Vào năm 2015 ở dưới quê chỗ bé đó thì có một cái gia đình kia, có một thằng nhóc nó học lớp 8. Thì cái thằng nhóc đó nó tên là, mình xin phép đặt tên nha, thằng nhóc đó tên là Hoàng Dương đi. Thằng nhóc đó tên là Hoàng Dương. Thì cái thằng Hoàng Dương này nè,
nó đi chơi xong rồi khi mà nó đi chơi xong rồi hả, nhà thấy nó về trễ quá thì cho nên là nhà tự nhiên nhà thấy lo, nhà thấy cảm thấy là lo lắng cho nên là nhà đi tìm. Thì khi đi tìm á thì đã phát hiện là thằng Hoàng Dương này nó mất rồi, nó mất ngoài cánh đồng á, nó mất ở ngoài cánh đồng á, mà cơ thể của nó mất á không có toàn vẹn mọi người à, cơ thể nó mất kiểu giống như là sao ta phải nói là ở bộ phận á, cơ quan nội tạng là mất hết luôn, có nghĩa là rạch ra, có người đã rạch cái nội tạng của thằng Dương ra xong rồi lấy hết nội tạng ở trong nó và bên trong hoàn toàn là trống rỗng luôn. Bên trong hoàn toàn là trống rỗng nha mọi người. Cái lúc này hả là mẹ của Dương á, mẹ của Dương tên là cô Tuyết. Thì cô Tuyết nhận được cái tin là tìm thấy con mình rồi, nhưng mà không phải là tìm thấy người mà là tìm thấy xác con mình. Cô Tuyết mới, trời má, cô Tuyết kiểu mà ý là hồi nãy con mình mới sinh mình đi chơi thôi, đùng một cái bây giờ con mình mất, đùng một cái luôn là con mình mất như vậy. Thì cô Tuyết hết hồn, cô Tuyết hoảng á mọi người, cô Tuyết sụi luôn, kiểu như là không tin vào lỗ tai mình luôn, kêu người ta đừng giỡn, nhưng mà thiệt sự là con cô Tuyết mất. Sau cô Tuyết đi ra ngoài bàng hoàng hơn là con của cô mất một cách rất là man rợ như vậy, là nội tạng của con cô bị lấy hết luôn. Giờ, kiểu mà khinh thằng nhỏ là thằng nhỏ bụng lộ lũng như vậy mọi người, khinh thằng nhỏ là mà thằng nhỏ bụng lũng vậy luôn. Cái xong đội hả thì cô khóc nhiều lắm, cô đòi chết theo thằng Dương, cô Tuyết cô đòi chết theo thằng Hoàng Dương hoài luôn. Cái xong rồi hả mới đem về và làm ma chay cho thằng Dương. Thì hả trong cái lúc mà cô Tuyết làm ma chay, tại vì mẹ mà cho thằng con, có thằng con à, thì là nhà có thằng con duy nhất thôi, thì hả Dương là con trai duy nhất trong nhà mà mới học lớp 8 mà phía trước còn rất là nhiều, gọi là rất là nhiều rất là nhiều hoài bão, rất là nhiều tương lai ở phía trước luôn. Mà vậy đó, mà bây giờ Dương bị vậy cho nên là cô rất là xót và cô khóc mất con, mà nỗi đau mất con. Cái xong mà tối ngày hôm đó cô nằm mơ thấy á, là thằng Dương á, đang đứng trước cửa nhà nhìn vào mà tay chân run như nè mọi người, tay chân run nha. Mà các bạn biết hả, bộ phận nó dưới á, ruột đồ nó không còn nữa, còn ruột thôi à. Ai đâu mà đi lấy ruột các bạn, nó sẽ chỉ lấy những cái nội tạng thôi, còn những cái còn lại ví dụ như ruột này kia kiểu là nó không có lấy, những cái mà nó không có thể mà bán được thì nó sẽ không có lấy. Thì rung như nè mọi người, mà hả cái bộ thấy được bên trong cơ thể là máu rồi nó chảy ra rồi hả, ruột á nó lủng lẳng nha. Mà Dương đứng Dương khóc quá trời luôn. Dương nói là con chết oan quá mẹ ơi, con chết oan quá mẹ ơi, người ta giết con mẹ ơi, người ta giết con chết oan quá, khóc quá trời luôn, ôm gì mà đứng ngoài nó khóc mà không có vô nhà được, không có vô nhà được, tại vì nhà có thần giữ cửa này kia kiểu không có vô được á mọi người. Cứ đứng trước nhà khóc, đứng nhìn mẹ khóc vậy. Cái xong rồi cô mới chạy ra là Dương lùi lại, cô chạy ra thì lại Dương lại lùi lại lại. Thì cô Tuyết chạy ra, cô Tuyết kêu con ơi con, mà thằng Dương nó cứ khóc rồi xong nó cứ lùi lại rồi nó tan biến luôn. Cái xong rồi lúc này cô Dương á, lộn, đúng rồi, cô Tuyết á, cô Tuyết cũng mới hét lên là Dương ơi, Dương thấy mất con mình rồi, thấy con mình tan biến rồi, biến mất rồi. Cô xót quá, cô nói là trời, cô mới tìm con mình á, cô la lên. Thì khi cô la lên vậy á thì cô tỉnh lại là cô thấy cô đứng ở ngoài nhà, luôn rồi. Là bắt đầu mọi người xung quanh á, người ta giống như là khi mà cô tỉnh giấc mơ lại á, là cô đang đứng ở trước nhà và y chang như cái khung cảnh mà, y chang như trong khung cảnh mà trong giấc mơ cô nằm mơ luôn, có nghĩa là cô mà đã mộng du á, trong giấc mơ cô mộng du. Thì có người trong nhà, người ta đi theo cô, giống như là cái cô chú gì trong nhà đi theo cô á. À lúc này khi mà cô hét lên rồi á thì mọi người á, người ta mới úa ra, người ta xem nó, ủa chỗ có chuyện gì mà bà đứng này bà hét vậy. Thì cái chú ở trong nhà đó chú mới nói là tao cũng không biết nữa, bà chắc cũng không biết đâu, hồi nãy á chắc bà mộng du á mày ơi, kiểu hồi nãy tao đi theo bà nè, tao đang đi vệ sinh, à là tao đang đi ở dưới bếp, cái tao thấy bà đi ra, cái tao đi, tao hỏi bà đi đâu vậy, tối rồi còn đi đâu nữa. Cái xong rồi hả tao thấy bà không có trả lời tao mới đi theo bà. Cái xong rồi tao đi ra đây thấy tự nhiên bà đứng, bà khóc,
mà tao thấy bà nhắm mắt mày ơi, tự nhiên tao thấy bà nhắm mắt mà khóc, cái xong tao sợ quá tao mới chui vô trong nhà tao đứng, chứ tao đâu có dám đứng gần bà đâu, tao đứng xem coi bà bị gì không thôi chứ tao không có dám đứng gần bà, thì lúc đó tao sợ lắm. Cái bà hét lên cái là xong rồi bà tỉnh lại vậy nè, cái xong vậy đó là trong giấc mơ, trong giấc trong cô đi trong giấc mơ luôn, các bạn hiểu không, đứng xe luôn chứ biết sao giờ, má gặp bà cũng sợ nữa, tự nhiên nhắm mắt khóc thì nhắm mắt khóc nhưng mà mình cũng nhìn coi quan sát người ta như thế nào. Cái xong rồi á thì cũng buồn lắm, nhưng mà làm ma chay xong đem chôn thằng nhỏ, đem chôn thằng nhỏ xong nha, là bắt đầu hả, lúc mày về á là thằng nhỏ nó nhập vô trong người bác hai của nó, nó nhập vô trong người bác hai của nó khóc. Mọi người á thấy nó khóc như vậy á, thấy khóc như vậy, thấy bác hai khóc vậy mới hỏi là ủa sao vậy bác hai, sao tự nhiên bác hai khóc, thì bắt đầu hả bác hai nó mới hả bác hai mới kêu là con chết oan quá, thì mới biết là thằng Dương về. Thì xong rồi bắt đầu hả mẹ anh Dương nó mới nói trời ơi, mẹ anh Dương ôm bác hai khóc quá trời luôn, ôm bác hai mà ôm như con vậy mọi người, mặc dù bác hai lớn tuổi rồi nhưng mà ôm như con luôn, khóc quá trời luôn. Cái xong rồi thằng nhỏ nó mới kêu là con không có về nhà được mẹ ơi, con không có vô nhà được, con không có về nhà được, con ở ngoài đây con lạnh lắm, người ta lấy hết nội tạng của con rồi, bây giờ hả con lạnh lắm, con trống rỗng hết mẹ ơi, sao bụng của con không có gì vậy? Bụng của con nó rỗng tết vậy mẹ, cứ nói gì hoài xót lắm. Cái rồi hả mẹ của bạn Dương á, là cái bạn Dương đó mới đi mời thầy về và kêu thầy là dẫn cái hồn của bạn Dương đi lên trên chùa để cho bạn Dương tu. Thì cái chuyện nó chỉ tới đó thôi, mình không có tìm được hung thủ là ai hay gì đó, nhưng mà ý là cái chuyện đó là mình không ngờ cái chuyện mà cướp nội tạng là có thật nha mọi người, mà nó cướp ở cái đối tượng là học sinh đó mọi người, đó cướp ở đối tượng học sinh lớp 8, tại vì bạn Dương mới học lớp 8 thôi, nó cướp ở đối tượng học sinh. Thì cho nên là các bạn đi ngoài đường á, mình nói các bạn ở trong live mình biết các bạn là toàn là những cái bạn nhỏ không à, cho nên mình nói là đừng có đi theo người lạ, đừng có đi theo người lạ, hoặc là thấy người lạ mà đi theo mình á, là hãy đi tới những, hãy lách sang cái chỗ nào mà cộng đồng á nó đông người á, tìm sự trợ giúp, là có cái người hãy đi thí dụ thấy cái ai đi theo mình bám theo mình hả, tấp vào một nhà nào gần đó nói với người ta là cô ơi chị ơi em có cái người này đi theo em nè, em sợ quá cô chị giúp em với, cho em ngồi đây cái em gọi điện thoại cho ba má em lên, nhớ là như vậy nha, nhớ là anh dặn nha. Xong mình sẽ chuyển sang câu chuyện thứ hai. Câu chuyện thứ hai là câu chuyện đợi xíu nha, tự nhiên quên sẹt đi má, tức ghê, quên sẹt đi. Ok, mình sẽ tới câu chuyện thứ hai, xong rồi mình sẽ tới cái câu chuyện mà bạn gái kia bị lừa ha mọi người. Câu chuyện thứ hai á là một câu chuyện về tâm linh đó. Thì vào năm 1977 á, là sau khi giải phóng xong, là sau năm 75 sau khi giải phóng xong á, là thường thường sẽ có những cái đoàn hát á, người ta sẽ đi về các tỉnh người ta hát. Thì thời đó người ta gọi cái này là đi, người ta đi coi cái này người ta sẽ gọi là đi coi hát. Thì ở cái tỉnh của cái bạn này nè, nghe người lớn kể á, là có một cái ngôi đền nhưng mà sau này cái ngôi đền nó không sử dụng nữa và tất cả các pho tượng trong ngôi đền nó đã dịch chuyển đi rồi. Chỉ có riêng hai con rồng ở trước chùa, nó sẽ có hai con rồng đá. Thì hai con rồng nó đứng ở trước chùa vậy, và hai con rồng rất bự và nó dính vô trong cái thành cầu thang này đó, cho nên là mới không có đem hai con rồng đi được. Thì thường á là ở cái gánh hát đó người ta sẽ hát ở chỗ đó, và mỗi lần mà người ta hát ở chỗ đó đó là người ta sẽ cúng. Thường thường là những cái người mà đi diễn trong cái nghề diễn của Bảo á, cái nghề hát gì đó, người là nghệ sĩ đó, thì người ta sẽ cúng bàn thiên, hoặc là ở đó là có đền thờ hay gì đó người ta sẽ cúng ở đó. Thì những cái tiền bối thời đó của Bảo á là người ta cúng ngay cái hai cái con rồng đó, tại vì cái đền nó chỉ còn hai con rồng đó thôi, cho nên cúng ngay đó xin phép là được diễn đó, rất là đàng hoàng nha. Cho tới khi á là ở chính quyền tại địa phương đó, người ta có một cái lệnh, đó chính là sẽ tái sử dụng cái khu đó, tại cái khu đó là nó trống rồi, cho nên là người ta quyết định là sẽ tái sử dụng cái khu mà có hai con rồng đó. Thì người ta đang không biết làm sao để dịch chuyển hai con rồng đi, bởi vì là
năm 1977 á thì cảm ơn bạn, cảm ơn healthy nha, cảm ơn healthy. Trời ơi, lâu quá mới gặp healthy. Trời ơi, nhìn một phát là biết healthy luôn. Rồi những cái người hồi đó người ta không có đủ cái gọi là sao ta, công nghệ hay là đủ gọi là cái sự hỗ trợ từ máy móc để có thể ủa ai tặng cho mình nhiều đồ vậy? Cảm ơn Man God nha, trời ơi, tặng nguyên cái trực thăng luôn, cảm ơn Man God, trời ơi thương quá. Cái xong rồi hả, thì có một cái ông kia, ông mới nói là tại vì người ta chính quyền người ta cũng không dám đụng hai con rồng đó nữa. Nhưng mà ông đó ông nói là gì nè, ông đó mình xin phép đặt tên nha, ông đó ông tên là Tiến. Cái ông đó ông mới kêu là để tôi xử cho, tôi đập hai cái con đó cho, bây giờ dịch chuyển chi cho nó mệt, đập ra từng mảnh, mình dịch chuyển từ từ nó sẽ nhanh hơn. Cái xong rồi hả, kiểu không biết sao á mọi người, có thể vì tiền hay sao đó là người ta nhờ ổng á mọi người, nhiều kiểu mà thấy ổng ghen quá cho nên là chỗ đó cũng nhờ ổng luôn, chỗ chính quyền nó cũng nhờ ổng luôn. Chính quyền đó người ta không dám đụng vô hai con rồng, hiểu không? Người ta cũng tâm linh, người ta không dám đụng vô hai con rồng, ta cho ổng đụng luôn. Cái xong ổng đập thiệt mọi người, ổng đập thiệt. Xong đó nha, là cái ông Tiến đó ngay cái đêm đó luôn là ổng bị quả báo liền luôn, là ổng về nhà một cái, ổng đập xong ổng về nhà cái là ổng bệnh nằm liệt giường luôn. Mà ở cái chỗ mà hai con rồng ổng đập á, nó có những cái đốm sáng buổi tối nha. Thời đó là 5-6 giờ, năm 1977 mà 5-6 giờ là nó tối thui rồi. Nó có những cái đốm sáng ở chỗ đó, nó phát sáng nha mọi người. Xong những cái đốm nó phát sáng, nó bay từng đốm, từng đốm, từng đốm. Nó bay ra nhà ổng, tại nhà ổng gần đó. Nó bay từng đốm ra nhà ổng vậy đó. Cái xong ổng bệnh, cái vừa qua ngày hôm sau luôn là ổng mất luôn. Là ổng mất liền luôn nha mọi người. Ổng mất liền luôn. Sớm á là cái khu đó là bắt đầu nó thấy ghê lắm. Cái khu đó là bắt đầu nó cứ phát sáng là cánh sáng đó. Cánh sáng là ánh sáng xanh mọi người, ánh sáng xanh, ánh sáng sợ lắm, ánh sáng của âm ti á, ánh sáng sợ lắm. Người ta mới nói là ở đó là thần trú ngụ ở trong đó. Thần người ta trú ngụ ở trong đó. Mà ổng đập như vậy cho nên là thần người ta quở. Xong nó nghe rồi đêm sau cái đêm mà ổng mất ấy, ý là người ta làm ma chay, gia đình ổng làm ma chay cho ổng xong. Là ví dụ như là vợ ổng á, đêm hôm đó sau khi mà làm đám tang cho ổng á, vợ ổng nằm mơ thấy ổng về, ổng bị trói, ổng bị xích lại, ổng phải quỳ trước nhà của ổng luôn. Xong rồi kế bên có hai quân lính, hai cái anh lính mà lính ngày xưa á mọi người, lính mà kiểu mặc đồ trời kể mà ở nhà, lính ngày xưa á chứng áp vậy nè, mà mặt mày xanh lè, mặt của hai cái anh lính nó xanh lè, mà hai anh lính nó dữ lắm. Hai anh lính nó mới đọc, mới cầm cái bảng ra đọc là cái người này nè, tên này nè, tuổi này nè, à, đã hành xử như vậy, đã kiểu mà phạm thượng như vậy, đã đụng vào cái nơi linh thiêng của những cái người vậy đó. Trời ơi, sao hôm nay mình hên giờ, cảm ơn my god nhiều. Cái người như vậy đó đã làm như vậy cho nên á là bây giờ là đã phạm sai lầm lắm rồi, cho nên là bây giờ lấy là phải hả bắt hồn người này rồi, mà người này làm sai quá cho nên là phải bắt hồn thêm những người trong gia đình của người này nữa. Thì hả kiểu người này mới kiểu trời, vợ ổng á sáng dậy rất chịu sợ quá trời luôn, nghe nói là bắt thêm người trong nhà nữa, là vợ ổng với con ổng á sợ quá thế mới đi thầy. Thì đi thầy xong thì thầy cũng nói vậy, thầy cũng nói y chang vậy á. Thì bây giờ bạn vợ bà chỉ biết cúng xin lỗi thôi chứ sao giờ, cúng xin rọi lỗi rồi ráng kiếm tiền để xây lại hang rồng. Phải ráng kiếm tiền, hiểu không? Đấy, một đứa kiểu như là không sợ đồng đội ngu, chỉ sợ cái lòng, không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu. Bây giờ hai mẹ con bả lại phải gánh còng lưng ổng luôn, kiểu mà gánh nguyên một cái gia đình luôn mọi người, là phải kiếm tiền để xây lại hai con rồng đó. Xong rồi khi xây lại rồi thì mọi chuyện cũng xong xuôi, gia đình không có ai mất hết, kiểu người ta cũng cúng rồi, người ta xin lỗi á. Rồi ok, mình bắt đầu kể tiếp cái câu chuyện chính ngày hôm nay. Là cái bạn này đã từng gửi câu chuyện này cho, gửi chuyện ma cho Bảo rồi, nhưng mà bây giờ bạn chỉ gửi chuyện trong xóm bạn thôi. Bây giờ cái chuyện này là do bạn trải nghiệm nè. Thì cái bạn này á, phải nói sao ta, bạn này có quen một anh 96, mình xin phép đặt tên đi ha. Cảm ơn Hana nha, trời cảm ơn Man God nhiều nha, cảm ơn Chu Hiểu Lam nha. Mình xin phép đặt tên bạn này tên là Lâm. Bạn này tên là Lâm nha. Bạn này là một bạn LGBTQ+. Ok nha.
Tầm đầu năm 2019 thì cái bạn Lâm này có quen được một anh qua mạng. Thì cái anh đó tên là, mình nên nói tên ta, em xin phép giấu tên, giấu tên bạn thôi đúng không? Hay là mình đọc cái tên thằng đó luôn hả? Thôi, giấu tên thằng đó luôn đi. Mắc công ảnh hưởng tới bạn. Mình đọc tên gì ta? Ok bạn Lâm, bạn có quen cái anh đó tên Tấn nha. Anh đó sinh năm 1996 và cái anh Tấn này hơn bạn Lâm 9 tuổi. Có nghĩa là bạn Lâm sinh 2003 mà cái chuyện này xảy ra vào 2019 là bạn Lâm bị dưới tuổi vị hành niên nha mọi người. Bạn Lâm dưới tuổi vị hành niên nha. 2003 năm 2019 thì là dưới tuổi vị hành niên rồi. Thì cái bạn Lâm này có nhắn tin và quen biết cái anh Tuấn này qua Facebook. Ok, thì thấy cái anh Tuấn này á, là làm về nghệ thuật, là buổi sáng thì ảnh livestream bán hàng. Buổi sáng thì ảnh livestream bán hàng, còn buổi tối thì ảnh hát ở phòng trà. Đó là gì đó, là tối làm ca sĩ. Thì cũng nói chuyện qua lại nhưng mà bạn cũng nói chuyện vui thôi chứ không phải là dạng flirt nhau, kiểu mà dạng vui thôi, dạng nói chuyện cho có người nói chuyện thôi chứ không có nghĩ gì nhiều. Thì cái ngày hôm đó, buổi tối ngày hôm đó là bạn nhớ rõ là vào ngày 23, 24 tháng 12 á, là vào Giáng sinh này luôn, cũng gần gần nghiệp giống Giáng sinh vậy nè. Thì cái anh Tấn đó, ảnh có mới post lên Facebook một cái bài post là tối nay, ngày đó đó là nó sẽ có cái buổi acoustic dạng giống như là xuân hạ thu đông rồi lại xuân á, mọi người biết không? Dạng acoustic đó nhưng mà nó không có giống xuân hạ thu đông, mà xuân nó không có quy mô vậy, ảnh không có nhiều tiền để làm đâu, thì nó làm nhỏ thôi. Thì có rủ cái bạn này qua, có rủ cái bạn Lâm qua. Thì cái bạn Lâm rủ thêm hai con bánh bèo bạn nữa, nhưng mà tại hai con bánh bèo bạn không đi cho nên bạn đi một mình nó mới có chuyện. Thì khi mà buổi tối đó bạn học xong, bạn cũng ngựa ngựa là bạn cũng make up, bạn cũng get ready, mặc đồ cho xinh xắn các kiểu. Thì hai con bạn của bạn nó quỷ kèo. Thì khi hai con bạn của bạn nó quỷ kèo xong á, quỷ kèo xong thì bắt đầu là bạn đi một mình. Thì khi mà bạn tới đó, bạn Lâm tới đó rồi nha, thì cái ảnh đó, anh thấy bạn Lâm thì ảnh mới kéo bạn Lâm ra ngồi ở gần sân khấu nhất. Xong rồi hả, ảnh chủ động nha mọi người. Cái vấn đề đây nè là ảnh chủ động, ảnh mua nước, mua bánh mời bạn Lâm luôn, mà ảnh đi vô trong đó ảnh làm. Các bạn nhớ cái chi tiết đi nha. Ảnh đi vô trong đó, ảnh mua bánh, mua nước cho bạn Lâm, xong ảnh đem ra đưa cho bạn Lâm. Bởi vì bảo nói các bạn đó là đi chơi với trai, đi chơi với người lạ thì nên uống nước đóng chai, hoặc là mình tự mua, hoặc là mình nên chết, mình nên là người, mặc dù mình là con gái, mình là phái yếu, mình cũng nên là người tới trước, mình kêu nước trước, tại vì mình không biết người ta là ai, má người ta bỏ bùa mình sao má, đúng không? Người ta bỏ 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 thuốc mê vô sao? Thì bạn này cũng ngồi yên luôn, lúc đó bạn không biết làm gì, bạn bị bối rối á mọi người. Ảnh tới cái ảnh làm quá là tối tấp luôn á, trầu ảnh làm quá là tái tấp luôn, nó kêu ảnh làm tối quá cái ảnh bạn không có kịp trở tay, cái bạn kêu anh ơi để em tự cái ảnh đi vô rồi hiểu không, đi ra cái xong rồi nguyên một buổi đó nó hát, mà nó hát nó cứ nhìn bạn hoài, hát bài là mình cưới nhau, cưới nhau đi á, là bài gì ta, đu trời ơi mẹ bà nó hết hồn mà trời ơi, kêu ly trầm đoán đồ đó. Ảnh hát cái bài gì là cái gì chần chờ gì với anh đây, mình cưới nhau đi. Hát cái bài đó đó, mọi người biết bài đó không? À, bài đó của Hiền Hồ với lại Bùi Anh Tuấn. Đúng rồi, Bùi Anh Tuấn Hiền Hồ hát bài đó đó. Thì hát cái bài đó mà nhìn bạn, hát bài đó mà nhìn bạn cười, các bạn cũng ngại. Trời ơi, trời đất ơi, ngại ghê vậy đó trời. Đó, cũng ngại, bạn ảnh hát thì nhìn cũng ngại, nói chung là nghệ sĩ phong trần mà nó cũng vậy ok. Nhưng mà bạn không có thích. Bạn không có thích. Yes I do hả? Ờ đúng rồi, yes. Yes I do. Trời xin lỗi lộn. Yes I do một phải không? Nói chung là bài đào đó đó liên quan tới cưới cưới đó, nói chung là hát cho bạn. Cái xong rồi kết thúc, người ta ra về hết, người ta ùa về hết. Thì ban nhạc cũng về luôn. Mà thằng này nó ghê lắm, nó lên kế hoạch hết mọi người. Tại sao ban nhạc về mà mic đàn đồ các kiểu là thằng này dọn, có mình thằng này dọn à, có mình thằng này dọn à, nó chơi chiêu. Cái xong mà bạn bạn thấy là trời đất ơi sao có mình ảnh dọn vậy, thì bạn mới thấy là thôi người ta cũng bao nước bao bánh mình, thôi mình vô mình dọn phụ, nó chơi chiêu, nó chơi chiêu đó mọi người. Trời đất ơi, tự nhiên ban nhạc về hết, ban nhạc không phụ vậy.
Hãy phụ chứ. Dính kế liền, chơi liền, chơi chiêu liền. Cái lên kế hoạch, cái đó nó mới lên kế hoạch, nó dụ nó làm xong hồi thì nó mới đi trả đàn. Thì bạn nói là thôi em đi về nha, thì trên đường nhà bạn gần đó thì cho nên bạn đi bộ. Bạn đi Căng Hải đó mọi người. Thì lúc mà bạn đi Căng Hải thì các bạn cái thằng đó tự nhiên nó đi trả đàn. Nó nói nó đi trả đàn và nó cũng cái nhà của nó thì ở hướng khác. Tại trước đó nó nói là nhà nó ở đây quận mấy thì phải đi hướng khác, nhưng mà nó nghe bạn là về nhà để đó đó. Cho nên là nó nói là thôi đi trả đàn ở chung đường em, cái đi chung. Cái tự nhiên đi chung nha. Cái xong rồi đi một hồi nha. Chết là xin lỗi mọi người. Ăn trước khi like ăn quá. Đi một hồi thì tự nhiên bạn Lâm bạn nghe được có một cái mùi gì đó. Bạn hửi thấy cái mùi đó thơm lắm. Cái mùi đó thơm lắm, tự nhiên bạn ngửi xong cái bạn tỉnh dậy là bạn thấy bạn ở nhà rồi. Wow, magic. Bạn ngửi xong cái mùi đó bạn thơm quá, các bạn tỉnh dậy bạn thấy nhà. Thì bạn mới hỏi mẹ, ủa là sao, ủa cái xong rồi cái mẹ bạn mới kiểu hồi nãy mày gất xỉu giữa đường á, cái thằng bạn mày, thằng Tấn á, nó dìu mày về, nó chở mày về là thấy có chuyện rồi, đó, là nhớ cái chi tiết này đi. Xong rồi á thì nói chung là mấy buổi sau á, không biết là bị cái gì á, là cái ông Tấn á, ông nói cái gì á, là cái bạn Lâm này cũng nghe theo ông Tấn hết. Thì ông Tấn này, ông cũng có tỏ tình, ông kêu là hay là quen, mình quen nhau đi. Thì bạn Lâm đồng ý luôn. Bình thường là bạn Lâm á, bạn là một cái người không có thích, ý là chỉ thích flirt nhau vậy thôi, chứ không có thích gọi là yêu đương, hiểu không? Với lại bạn còn nhỏ mà, mới 2K3 mà mọi người. 2019, 2K3 là như lớp 11 à. Lớp 10, lớp 11 gì đó. 11. Cảm ơn Healthy nha, 11 thì phải, ok. Thì sau khi bạn chấp nhận bạn quen cái thằng này rồi á, thì cái ngày hôm đó là thằng này kêu là mình đi rủ bạn này đi chơi. Thì thằng đó nói là thôi em đi qua nhà anh đi rồi anh chở em đi chơi. Thấy kỳ không? Thấy kỳ không? Đáng lẽ là mày phải qua chở tao đi chơi luôn chứ. Mày phải qua chở tao chứ, tại sao tao phải qua nhà mày rồi mày mới chở tao đi? Nó dụ mọi người. Mà thiệt sự là lúc đó là bạn bị lú rồi. Các bạn nghe thì các bạn sẽ cảm thấy là thiệt sự là ban đầu á, là mình nghe cái chuyện này mình cũng cảm thấy là có một sự mê trai ở đây. Nhưng mà các bạn ơi, bạn này bị bỏ bùa. Các bạn cũng đừng nghĩ với bảo nha mọi người, bạn này bị bỏ bùa. Cái xong rồi hả, bạn này mới đi theo. Trời ơi, cảm ơn bạn heo thi nha. Bạn mới đi theo cái đi qua nhà cái thằng Tấn đó. Đi qua nhà cái anh Tấn đó. Xong rồi hả, lúc nãy anh Tấn chưa thay đồ luôn. Bạn đứng trước nhà đợi anh Tấn đi ra để anh cho Tấn lái xe chở bạn đi. Nhưng mà anh Tấn chưa thay đồ. Anh Tấn kêu là thôi em lên trên lầu để anh chút xíu đi, anh thay đồ, anh thay đồ cái rồi mình đi. Lên trên lầu. Ngồi bấm điện thoại rồi đó, quẹt bấm điện thoại đợi nó. Bấm điện thoại đợi nó một hồi luôn, không thấy nó ra. Mà thấy trong phòng có cái mùi ngày hôm qua. Tự nhiên trong phòng ban đầu mới vô không thấy cái mùi đó, nhưng mà lát hồi ngửi thấy cái mùi đó. Một lần nữa, cái mùi ngày hôm qua mà ngửi xong bị ngất á. Cái hả, tự nhiên bạn ngửi xong cái bạn ngủ. Bạn tỉnh dậy là bạn đang thấy cơ thể mình bị cái gì đó, bạn tỉnh dậy. Thì bạn thấy là cái thằng đó nó đang hiếp bạn, nó đang quan hệ với bạn, nhưng mà cơ thể bạn cứng đơ luôn. Là phần dưới bạn cảm nhận được là cái thằng đó nó đang quan hệ. Thằng đó đang quan hệ với bạn, mà bạn dưới tuổi vị thành niên. Bạn dưới tuổi vị thành niên, bạn muốn gọi là phản kháng. Cái xong rồi mà bạn không làm được, kiểu mà cơ thể giống như là, các bạn hiểu cảm giác mình đang bị đè rồi xong mà mình bị hiếp không? Bị kiểu là đã bị đè rồi còn bị thằng nó hiếp nữa giống vậy á. Cái xong thằng nó làm, cái xong rồi bạn nói là chết rồi thôi. Bị vậy á, cái bạn cũng không biết làm gì luôn. Bạn cứ không thể chống cự được. Cứ nguyên một buổi đó là bạn cứ cứng đơ người ra vậy, không làm gì được hết, toàn là thằng đó làm không. Ý là không có thể nào phản kháng được luôn. Cứng đơ vậy đó. Mà mỗi lần khi mà bạn ngửi cái mùi đó là vậy. Và từ khi mà bạn quen cái thằng này nè, là bạn nghe lời thằng này lắm. Là thằng này nói cái gì hoặc là chưa kịp nói là bạn đã tự động làm luôn. Ví dụ như là thằng này kêu bạn xóa cái app Lu đi, thì cái app Lu, bạn nào không biết thì bạn đã có giải thích là cái app Lu là cái app mà dành cho gay để nói chuyện. Thì kêu xóa cái app đó đi, thì bạn cũng xóa cái app đó luôn. Nhưng mà cái thằng đó thì không xóa nha.
thì bạn nghĩ là có người yêu rồi thì chơi app đó làm gì. Nhưng cái bạn này thì không, cái bạn cái thằng đó bạn xóa app hẹn hò, nhưng mà bạn thằng đó thì không xóa, mà bạn cũng không nói gì thằng đó luôn. Cái xong rồi hả, sinh nhật của thằng đó thì hả, bạn tặng cho thằng đó đôi bút 800.000, thằng đó cũng không nhớ không kho gì, thằng đó ý là gì, Valentine chứ, Valentine bạn nó tặng cho nó đôi giày 800.000, nhưng mà thằng đó không có tặng tặng gì cho bạn luôn. Thằng đó hả, chỉ gì thôi, chúc em Valentine vui vẻ ha. Cái xong rồi sinh nhật của thằng đó thì bạn nó tặng cho thằng đó hai cái áo khoác luôn à, rồi mà thằng đó cũng không tặng gì. Nói chung là trong thời gian quen nhau á, là bạn này bị bào, trong thời gian quen nhau là bạn này bị thằng đó bào á. Cái xong rồi hả, tặng cho nó cái này, tặng cho nó cái kia, rồi xong rồi mua cho thằng đó một bộ mic luôn, một bộ mic để thu âm á mọi người, mà các bạn một bộ mic nó mắc tiền lắm mọi người, một bộ mic chuyên nghiệp để mắc tiền lắm nha mọi người. Mà bạn á thì không phải là người có tiền, mà bạn kể cho Bảo nghe mà mắc cười lắm. Bạn kể vậy nè, trời ơi, em là con nít mà em mới có tiền đâu, mà em phải nhịn ăn nhịn uống, em mua đồ cho trai đó anh. Không có tiền mọi người, bạn lúc đó bạn bị bỏ bùa á, cái cho nên là bạn nói là trời đất ơi em có tiền đâu, em phải nhịn ăn nhịn uống mua đồ cho trai đó. Rồi xong rồi, thằng nói vậy đó, ý là nói chung là bạn bị như vậy, bạn bị nghe lời, bị cuốn theo thằng này rất 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 là nhiều luôn. Đấy là thằng này làm nhiều cái làm cho bạn buồn lắm, làm cho bạn buồn lắm, nhưng mà bạn kiểu mà không không có thể nào mà ngưng suy nghĩ thằng này á mọi người, cứ lúc nào cũng suy nghĩ về thằng này. Từ từ cái lúc mà bạn quen thằng này nha, là bạn hả đi về, đi chơi về trễ, và bạn như cáu gắt với gia đình luôn. Bạn đi chơi về trễ là bình thường là 9 giờ tối là bạn, 9 giờ tối là bạn về rồi. Trời, ta tính kêu 9 giờ sáng, trời. Ta tính kêu chơi từ tối tới 9 giờ sáng vậy. 9 giờ tối là bạn về rồi. Nhưng mà 11 12 giờ khi mà đi thằng này là 11 12 giờ tới 1 giờ sáng là bạn mới về. Và khi mà bạn chơi, khi mà bạn đi á, thằng này nó bạn cáu gắt với lại ba mẹ bạn á, rồi bạn lực lực học của bạn giảm xuống, là hồi đó là bạn học 9 9 điểm rưỡi đi, bây giờ bạn học còn 9,3 thôi, 9,2 9 điểm thôi. Bạn nói là hồi đó em học 9 điểm rưỡi nhưng bây giờ em còn 9 điểm thôi, mà cái trường của em thì nó là cái trường điểm á, em tụt từ hạng 3, em đang từ hạng 3 em xuống hạng 11, nhưng mà ba mẹ em cũng không nói gì, bởi vì là em cũng là học lực giỏi, nói chung là hạng 11 là cũng học lực giỏi rồi. Mà ý là lúc đó bảo nghe vậy xong bảo cũng vậy là xuống rồi hả, xuống rồi. Ủa alo, đúng là người học giỏi có một cách nói chuyện khác không mọi người. 9 điểm rưỡi xuống còn 9 điểm, 9 điểm rưỡi tổng điểm xuống 9 điểm rưỡi tất cả nha, tổng điểm từ 9 điểm rưỡi cộng lại nha, từ 9 điểm rưỡi xuống còn 9 điểm, tụt quá trời luôn. Nhưng mà tột như đó mà bạn xuống từ hạng 3 mà xuống hạng 11 là cũng biết là trường đó là thứ dữ rồi nha mọi người. Học lực là gọi là thứ dữ rồi. Cái xong rồi hả, vậy đó. Cái nhưng mà thời gian đó thì ba mẹ bạn chỉ biết buồn thôi chứ cũng không biết nói bạn sao hết, tại vì bạn cũng học giỏi mà, không biết nói sao. À, cho tới khi mà bà nội của bạn, bà của bạn mất, thì bà của bạn mất á, thì bạn mới biết là bạn bị chơi ngải. Bà của bạn là một người rất là tin vào tâm linh, rất là tìm hiểu về thờ cúng này kia, cũng có cúng kiến này kia, và đặc biệt là bà hả, sao ta phải nói là một người tin vào đạo tuyệt đối luôn, tin vào tâm linh tuyệt đối luôn á. Nhưng mà cái lúc á mà bạn xảy ra cái chuyện này là bà của bạn đã tới tuổi rồi, lúc mà bà xảy ra chuyện này là bà của bạn cũng đã tới tuổi rồi, bà của bạn mất, lý do bà bạn mất thôi. Từ đâu rồi, để mình xíu. Ok, rồi. Bà mất là vậy. Cách bà mất cũng tâm linh lắm. Mà bạn nói là sẽ kể cho mình vào một cái thời điểm khác là vậy nè. Do là bây giờ bà lẩm cẩm rồi cho nên là bà không thể giúp bạn được. Đó, nhưng mà sau khi bà mất thì bà giúp bạn ha. Thì cái ngày hôm mà bà mất á, là bà kêu
một người trong nhà kêu tất cả con cháu lại tề tụ lại. Lúc đó tự nhiên bà đang bệnh là bà đang lẩm cẩm thôi, bà đang vẫn hoạt động bình thường. Xong bà mới kêu một cái cô trong nhà của bạn á là tắm cho bà đi. Sau khi tắm cho bà xong á là tự nhiên cả nhà không hiểu tại sao bà lại kêu tất cả con cháu về. Cái xong rồi bắt đầu hả, sau khi tắm cho bà xong bà đi ra, bà đi lên trên giường. Cái xong rồi cô á, cô đó cũng mới đắp chăn cho bà. Thì cổ vừa đắp chăn cho bà, cổ vuốt vuốt cái chăn vậy nè, cổ bóp bóp chân bóp tay bà thì thấy người bà lạnh ngắt luôn. Có nghĩa là vừa hoạt động đây nha, vừa tắm đây nha, nhưng mà nằm lên giường cái là chết liền luôn. Trời, đi một cái luôn, đi một cái nhẹ luôn, đúng kiểu người nào mà có tu á mọi người. Mấy cái người mà có tu á, mà có thờ, có cúng mà tâm linh đó này kia, người ta đi nhanh lắm, người ta đi lẹ lắm. Vừa nằm xuống một cái là bà mất luôn. Cái xong mọi người hết hồn luôn, mọi người hoang mang luôn. Ý là ủa giỡn hả, mới thấy bà đi tắm đây mà giờ bà mất đó. Thì sau bà mất rồi, cái chuyện đó thì bạn hứa sẽ bạn sẽ kể sau cho bảo. Thì bây giờ là quan trọng là tập trung lại nè. Sau khi mà làm đám tang cho bà xong á thì bà mất rồi á, thì bạn có nằm mơ thấy bà. Thì lúc mà bà mất mặc một cái áo bà ba màu xanh, bà mất thì bà có mặc một cái áo bà ba màu xanh dương. Xong rồi thì nhưng mà cái lúc mà gặp bà thì bà lại mặc áo dài trắng và mang một cái đôi guốc đỏ, guốc gỗ. Bà thấy bà đứng ở trong một cái vườn, bông hoa dạng thọ, một cái vườn hoa dạng thọ. Thì bà đứng đó, bà giống như chờ bạn vậy đó. Khi mà bạn lại thì bạn biết bà đã mất rồi. Bạn biết nha, bạn Lâm, bạn biết bà đã mất. Thì bà nhìn bà xong bà mới kêu là, bà quay nè, mặc áo dài đúng không mọi người, phải để tay bên này đúng không, quay qua. Con à, con bị chơi ngải rồi đó con. Mày có biết mày bị chơi ngải không? Cái xong rồi hả, lúc này bạn biết bà mất rồi. Bạn những vậy nhưng mà bạn biết nhưng mà bạn không có sợ. Cái vấn đề đây là bạn không có sợ. Bạn còn hỏi lại bà là hả? Là sao bà, là ai chơi ngải con? Mà tại sao bà biết con bị chơi ngải? Thì bà mới nói vậy nè, bà biết bây giờ bạn đang bị chơi ngải cho nên là nó có nói gì thì cũng không có tin bà đâu. Cho nên đúng là người lớn á mọi người, cho nên người ta nói câu vậy nè. Bây giờ bà có nói thì con cũng không có tin bà đâu, nhưng ngày mai mẹ con sẽ mang một cái bình nước về. Và cái bình đó nó là cái bình cúng. Cái bình đó là cái bình nước mà đã được kiểu mà sao ta, cái bình nước gì ta, cái đó phải gọi tên là sao ta, mai mẹ mày sẽ thỉnh một chai nước cho bạn uống. Thì bà kêu á là bạn hãy uống nửa chai, bà kêu bạn Lâm hãy uống nửa chai, còn nửa chai còn lại đấy lấy rửa mặt đi, nửa chai còn lại thì đi lấy mà rửa mặt. Thì bạn sáng ngày hôm sau khi mà bạn tỉnh dậy á thì bạn ngồi dưới nhà thì mẹ của bạn về thiệt, mẹ của bạn về và mang một cái chai nước về thiệt. Thì mẹ bạn nói là do là nhà mình mới có tang á mà dạo này hả bạn mặt mày xuống sắc quá cho nên mẹ mua cái chai nước, mẹ làm cái chai nước này ở trên chùa là xin ở trên đó đó, xin nước ở trên đó rồi không biết xin nước chỗ nào á, nói chung vậy. Giống như cái chai nước đó là như chai nước phép vậy đó mọi người, giống như là nước thánh vậy đó, giống vậy đó. Cái xong rồi mới đưa cho bạn kêu là uống đi con lấy con này con uống đi, giống như là mình thanh lọc cơ thể mình thôi, không sao đâu, cũng là nước suối đó à. Cái xong rồi hả bạn mới uống, bạn nghe lời y chang bà bạn mình luôn, bạn Lâm nghe trời y chang bà Lâm, bạn Lâm luôn, uống vô xong rồi một nửa, xong rồi còn một nửa còn lại là lấy rửa mặt vậy nè. Sau khi rửa mặt xong, lúc đó bà nói là con mà làm xong như vậy là con sẽ hiểu chân tướng sự việc. Má tự nhiên bạn làm xong cái bạn ghét thằng đó quá trời luôn mọi người. Bạn làm xong nha, bạn Lâm bạn uống vô xong, bạn rửa mặt xong, bạn ghét thằng đó quá trời luôn. Tự nhiên nó má thằng Tấn thật bạn vậy nè, tự nhiên vậy bạn dò đầu bứt tóc má thằng này bạn vậy đó. Trời ơi đã quá SC ơi luôn, tự nhiên giờ ghét nó quá trời luôn. Cái xong mà bạn suy nghĩ quá trời, tự nhiên bạn nghĩ là những cái chuyện mà nó đối xử xấu, đối xử tệ với bạn á, kiểu lắm như là bạn nhớ lại hết luôn. Ngày xưa thì bạn không có tính toán cái đó mà tự nhiên giờ bạn tính toán rất chi li luôn. Cái bạn tự nhiên bạn có một cái linh cảm xấu. Cái bạn mới hả tải blue về. Bạn mới tải blue về, xong khi mà bạn tải blue về xong bạn search tên thằng này ra thì thằng này có tài khoản cho nó mà, search ra thì thấy thằng này đang ở trong một cái bốc chat với một thằng khác. Thì bạn gọi điện thoại cho cái thằng này, nó không bắt máy. Nó tắt máy hai lần. Khoảng nửa tiếng sau thì nó gọi lại cho bạn, thì nó kêu là em gọi anh có gì không. Thì hả bạn mới kêu là hồi nãy anh làm gì vậy.
thằng nó kêu là anh đâu có làm gì đâu, hồi nãy anh mới vừa đi tắm ra. Cái xong là bạn mới kêu là bạn nói gì nè mọi người, nguyên văn câu này Bảo nhớ, câu này Bảo nhớ, câu chửi thằng mặt lờ đó thì Bảo nhớ. Đúng rồi, anh thì giỏi quá rồi cho nên tôi đâu có giới tới anh được đâu, anh giỏi nói dối nè, giỏi chơi bùa người khác nữa. Nguyên ca văn bạn nói là vậy đó. Cái xong rồi anh kia kiểu ủa em, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu. Ủa mà tại sao mọi chuyện không phải như tao nghĩ? Nếu mà tự nhiên mày không có làm cái điều đó đó thì mày sẽ thắc mắc, mày sẽ nói với tao vậy nè, em bị khùng, anh em nói chuyện gì vậy, em bị điên à. Nếu mà mày thật sự không làm chuyện đó là mày sẽ nói gì nè? Là sao? Ủa gì em má? Ủa gì hả? Ủa alo em. Nhưng mà nó nói là mọi chuyện không như em nghĩ đâu em ơi. Giấu đầu cái lòi đuôi. Đúng không? Tự mình giết mình luôn. Tự thằng Tấn giết nó luôn. Cái xong rồi thằng Tấn bạn mới cúp máy, bạn nói xong cảm ơn Mỹ Linh nha, bạn nói xong là bạn cúp máy xong nha, cái hả nó gọi bạn liên tục luôn, bạn không có bắt máy, bạn khóa máy, bạn ngủ luôn. Nó đòi qua gần nhà gặp bạn nhưng mà bạn nói là trời bạn đâu có ngu đâu, bạn biết là nó chơi ngải bạn luôn. Nếu như theo bà bạn nói thì nó là người chơi ngải bạn thì xong rồi hả? Sao ta? Bạn không có dám kể chuyện này cho ba mẹ nghe, bạn cũng không có dám, là bạn tính đi coi thầy rồi, trong lòng bạn tính là tính đi coi thầy thì bạn không có dám kể chuyện này cho ba mẹ nghe, bởi vì bạn chưa có come out. Bây giờ mà đi mướn thầy về, kiểu mà đi mướn đi kêu thầy để trục vong, chưa chưa trục vong là ba mẹ bạn đã trục trục bạn ra khỏi nhà rồi, không có trục trục mẹ ra khỏi nhà rồi, không thầy chưa kịp trục vong là ba mẹ đã trục mình ra khỏi nhà rồi, sợ cho nên là không có dám, cho nên là mới đi cùng một con bạn tới một cái người thầy mà kiểu như là giống như là bà của bạn xui khiến bạn á, xui khiến bạn Lâm đi á. Cái là tại vì trước đây lúc mà bà còn sống á, bà gì người ta ta bà của bạn hay đi coi thầy nhiều quá cho nên bạn cũng nhớ địa chỉ mấy ông đó, cũng có đi coi ké hiểu không, cho nên bạn tới cái địa chỉ của cái người thầy đó thì cái người thầy đó thì mới kêu á là cái thằng này nè nó chơi bạn tới bốn loại bùa lận nghe. Thầy đó kêu là bùa thứ nhất là bùa yêu nè, bùa thứ hai là bùa tình dục nè, bùa thứ ba là bùa nghe và bùa thứ tư là bùa lú. Cái bùa bùa yêu á là cái bùa mà bạn hử được, và trong cái bùa đó nó có bỏ một chút xíu thuốc ngủ, trong cái bùa đó nó có bỏ một chút xíu thuốc ngủ hiểu không. À, xong rồi cái bùa bùa tình dục á là nó dụ bạn qua nhà, và nó dán 12 lá chung quanh nhà nó. Có nghĩa là cái bùa tình dục đó là khi mà ai ở trong cái khuôn viên đó sẽ đều hứng tình hết các bạn đúng không? Ai ở trong cái khuôn viên đó sẽ đều hứng tình hết. Cho nên là nó vừa cái lúc đó là nó vừa chơi bùa yêu bạn, là nó đưa cái hương đó nó làm cái hương nó tỏa ra và nó vừa chơi bùa tình dục bạn luôn. Là nó vừa làm cho bạn tê liệt cơ thể để cho nó hiếp bạn á. Thiệt ra cái tê liệt cơ thể ở đây là mình nghĩ là trong cái chất mà thuốc ngủ đó đó, trong cái chất mà đúng rồi, các bạn thấy người ta hay bịt miệng như này để làm cho trong phim á, bịt miệng để ngủ á, thì cái chất đó nó làm cho mình tê liệt á, cho nên khi mà mình bắt đầu tỉnh dậy á là người mình nó cứng cứng vậy đó đó hiểu không. Cái xong rồi hả, cái lúc mà nó quan hệ với bạn á là bạn không có để ý, là lúc đó bạn đang bị này kia rồi, là cái lúc mà nó đang làm vậy nè, là nó vừa làm vậy nha mà nó vừa đổ vô trong miệng bạn một cái loại ngải nữa, đó chính là ngải ngải nghe và ngải lú, là nó vừa làm mà nó còn vừa đổ vô nữa mọi người, nó đổ cái đó vô nữa. Cái xong rồi bạn cứ cứ bị cuốn theo nó luôn. Bảo rành quá mọi người ơi, mệt quá. Cái này là mệt quá. Rành cái gì mọi người, rành cái gì thì kể thôi chị, tự nhiên bảo rành quá là sao, tự nhiên bảo rành. Vừa phải đó mọi người. Giờ có muốn nghe chuyện ma không vậy? Thì cái chuyện đó là nó vậy đó, ai không biết, coi phim cũng biết mà. Mọi người sao vậy mọi người? Mọi người mệt mọi người. Tự nhiên mình đang diễn tả cái mình cái chuyện không, tự nhiên giờ kêu bảo đành quá.
ngại mọi người, mọi người. Uống miếng nước cái coi. Có muốn nghe chuyện không vậy phải? Chọc nữa. Ghê quá à. Uống miếng nước để làm dâm quá à. Mấy bạn dâm quá à. Tự nhiên dâm vậy. Tự nhiên dâm mà kỳ quá à. Tự nhiên dâm. Diễn lại coi không có diễn. Không có diễn. Tự nhiên diễn lại. Đi quá không có làm cái gì nữa. Không có chọc anh thì đến kể chuyện mấy em ơi. Xong rồi ok. Xong rồi đó. Thì vậy đó. Cái ông Tài mới kêu là may á là bà giống như là bà con á, bà con á xui khiến sao cho con đi qua đây á. Bà con nói đúng á, ý là hình như ông Thảo cũng nằm mơ thấy bà của bạn á, bà của con, bà của bạn, bà mà ổng kêu là bà con kêu con qua đây là đúng. Là đúng thiệt, là nằm mơ thấy bà bạn á kêu bạn qua đây. Thế xong mà ổng mới giải cho bạn, mà ổng giải bằng cách này nè. Gì vô YouTube coi lại gì nữa. Má ơi, tao phải kiếm cái đoạn đó tao cắt quá trời. Gì ông thầy đó nói là gì nè, thằng đó nó chơi dậy với nhiều đứa rồi chứ không phải mình con, nó biết trước con thích xem ca nhạc và ca hát nên nó mới tổ chức như vậy để dụ con, nó bỏ bùa lú cho con lúc con với nó về, là trong cái khoảng thời gian à mình phải giải thích nữa là trong cái thời gian mà nó đưa nước đưa bánh ra là nó có bỏ ở trong nó nữa rồi. Ok ha, thì ở cái kêu á là cái nước á, thầy người thầy đó mới kêu là cái nước mà của mẹ bạn, cái nước mà của mẹ bạn á, đưa cho bạn á, là nó chỉ giúp hỗ trợ một phần, nó giúp hỗ trợ một phần thôi, còn phần còn lại trong ngải trong thằng đó nó vẫn còn, cho nên là thầy sẽ giải, mà thầy giải bằng cách này nè, mà để mình chỉ cho mình coi coi nha. Thầy giải bằng cách nào ta? Thầy lấy lấy thuốc pha cho bạn này uống, xong rồi lấy nhang hơ trên đầu rồi đưa bạn này cái cành sen khô đốt lên bắt bạn này hửi. Thực ra là trong những cái cỏ cây tự nhiên á có những cái gọi là thanh lọc. Giống như là Bảo có một đống ở đây nè. Bảo có một đống ở đây nè. Mốt sau này Bảo sẽ bán mấy cái này. Thì có những cái loại xô mà nó sẽ thanh lọc, giúp làm giải tỏa đi thông không gian âm u. Thì có những cái loại cây đó thì mình có thể dùng để mình làm tiêu nay những cái năng lượng tiêu cực, những cái năng lượng xấu ảnh hưởng tới mình. Thì mốt Bảo cũng sẽ có bán mấy cái này nha mọi người. Bảo sẽ bán rẻ thôi, mọi người nhớ ủng hộ đó nha. Có những cái mà gọi là thu hút tiền bạc, thu hút tình cảm này kia kiểu, nhưng mà nó chỉ là một cái loại hương thôi, chứ nó không phải là phép âm như cái thằng kia. Cảm ơn bạn Tiến Trung đã tặng quà cho Bảo nha. Mốt bán mà cho nó phải via. Đó, ý là nó là cái spell dạng giống như là cỏ cây thiên nhiên thôi, nó không có phải là làm từ những cái giống như là máu hay là gì hết, cho nên là các bạn yên tâm nó không bị gì hết. Rồi thì sau khi mà bạn làm xong á thì bạn cũng cắt đứt liên lạc cái thằng đó luôn. Là bạn cũng hả hù dọa nó này kia rồi cắt đứt liên lạc với thằng đó. Bạn cũng không có dám, nói chung là bạn nói là bạn bị dưới tuổi thanh niên á. Nó mà kiếm chuyện với bạn, nó mà tìm bạn á là bạn sẽ đi báo công an, nhưng mà thật sự là bạn không có được báo được đâu, bạn cũng sợ chết mẹ luôn. Tại vì bạn sợ ba mẹ bạn biết là bạn vậy á, cảm ơn Y Nhi nha. Bạn biết là ba mẹ bạn biết là bạn gay á, cho nên là bạn không có dám nói. Với lại là bạn bị hiếp á, cho nên là nó cũng tổn thương lắm mọi người, nó cũng ý là bị một cái người tệ vậy đối xử á, nó cũng là một cái vết thương nha mọi người. Bạn cũng không muốn nhắc tới, nhưng mà biết sao giờ, bạn bị dưới tụi danh niên, bạn thương nó là được luôn á, nhưng mà bạn muốn gọi là im lặng để bạn sống một cuộc sống bình thường á. Ý là sợ mọi người, cho nên tội cũng thương, tội chưa come out luôn mẹ, chưa có come out. Đến giờ chưa cam meo mọi người, mới 2k3 mà. Anh giải thích khiếp khúc nãy đi anh, khúc nãy là khúc nào em? Khúc nào? Thương quá nhận em trai đi anh. 2k5 anh ơi. Tội nghiệp đi trời, chỉ chưa cam meo mà lôi cái bao nhiêu chuyện ừ gì đó. Trời ơi, khúc ấy, khúc đó. Mệt quá à. Mệt quá, mệt quá. Tự nhiên dâm vậy.
không có nói nữa mọi người, không có chọc anh nè, anh kể chuyện ma tiếp nè mọi người, anh kể cho mọi người vô nghe chuyện ma nha. Bây giờ mọi người muốn nghe chuyện ma hay muốn dâm? Nghe chuyện ma thôi, mấy bạn kỳ quá à, mấy bạn kỳ quá à. Má tự nhiên đang ngồi tới diễn tả đi chứ, khùng ghê đó. Kiểu mà cái tánh của mình là mỗi lần mà mình kể chuyện là mình hay nói diễn tả là hay miêu tả hay diễn tả đúng không mọi người, chứ không phải là mình mệt với bạn quá. Con bé dâu nữa, con bé dâu đâu, con này thiệt luôn á, dâm quá à, con này dâm quá à. Sao đi ta, làm gì vậy? Bấm nó làm sao ra, trời ơi, là nữ mà dâm gì bà, nữ này dâm quá nha, kích ra cắm vào phòng luôn, cái nữ đi dâm quá à, kích nó rồi mọi người, kích bé dâu rồi, kích bé dâu rồi nha, dâm quá à, dâm quá à. Tự nhiên vô xô con bé dâu nó vô nó chát xét nữa đúng không, bé dâu này nha, anh hạt dẻ bỏ mày là đúng rồi. Rồi kể tiếp, câu chuyện tiếp theo là của một chị tên là Liên, chị này năm nay 36 tuổi rồi. Chị này có gửi chuyện cho Bảo. Mình chết mẹ, mình quên lưu chuyện chị đó trên này rồi, mình không nhớ địa điểm ở đâu. Nhưng mà hồi đó chị Liên này chị kể là nhà chị khó khăn lắm. Bây giờ chị đang ở Đức, nói chung là chắc cuộc sống của chị nó cũng đỡ cực hơn rồi. Vào năm 1992 là rất là lâu rồi nha mọi người. Thì gia đình của chị Liên này không có đất để ở, thì mới xin cái có thuê ruộng để làm á mọi người, ý là không có làm giúp người ta, làm ruộng giúp người ta, thì mới xin ở gần đất, ở gần đó cất nhà lên để ở. Mà cái đất ở đó là đất ruộng, có nghĩa là nó nằm ở ruộng, cho nên là nó không phải là cái đất bình thường á, ý là ở gần đó không có nhà nào hết á, chỉ có ruộng thôi, toàn là ruộng thôi, và chỉ có đúng cái nhà của cái chị Liên ở đó thôi. Và sau cái nhà chị Liên nó có một cái ngôi mộ, và sau cái ngôi mộ đó nữa là một những dãy mộ luôn, là vừa ruộng mà vừa mộ, rất nhiều, mà tới nỗi mà cây mọc mà cái mộ đó nứt ra luôn, ghê lắm. Cái xong rồi hả, nói chung là ở chỗ đó từ khi chị Liên, gia đình chị Liên tới ở thì buổi sáng mọi người đi làm ở đó người ta đỡ sợ hơn, tại biết sao không? Tại vì có nhà chị Liên ở đó đó, mà thường thường người ta đi làm người ta phải đi ngang, đi vô trong ngôi mộ luôn. Những cái người dân ở đó người ta đi làm đó là người ta phải đi từ cái nghĩa địa, từ bên nghĩa địa đi đường tắt đi qua, và mỗi sáng sớm vào lúc 5 giờ sáng. Thì có nhà của chị Liên ở đó cho nên nó cũng đỡ sợ hơn. Mà đặc biệt nha, là nhà của chị Liên á là có một cái tập tục đó, là chính là tối nào hay là sáng nào cũng đọc kinh Địa Tạng hết. Rồi thắp nhang thờ cúng này kia á, tại nhà rất là mộ đạo Phật, nhà là mộ đạo. Rồi cúng, rồi làm này làm kia. Rồi mắc ổ quá, ăn cố vô rồi. Rồi làm này làm kia. Thì nói chung là nhà chị á không bao giờ gặp ma luôn, mặc dù là ở đó. Ở đó xuyên suốt luôn mà không gặp ma. Mà chắc do nặng bóng vía hay sao đó. Nhưng mà những cái người ở xung quanh đó là người ta gặp hết rồi. Những người xung quanh đó người ta gặp hết rồi. Thì ngày nào á là cũng phải đọc kinh Địa Tạng hết. Xong rồi mỗi buổi tối á là phải thắp nhang ở bàn thờ ông bà, xong rồi thắp nhang Phật ở ngoài bàn Phật Thiên, xong rồi thắp nhang ở một cái cây gòn. Cây gòn đó, cây gòn 9m, ở chỗ quê chị là cây gòn nó tới 9m lận. Thì cái cây gòn này á là nó cao lắm, mà thường thường người ta nói cây gòn là có ma. Thường thường là người ta nói nha, cây gòn là có ma. Cái xong rồi hả, mẹ của chị cũng kêu là cắm nhang ở chỗ cây gòn đó đi, khấn vái rồi Nam Mô Di Đà Phật, rồi cắm ngang ở chỗ cây gòn đó. Thì chị không hiểu tại sao lại cắm ngang chỗ cây gòn đó, nhưng mà sau này khi mà chị lớn lên chị mới biết đó là cắm cho người âm nữa, là mình xin phép người ta ở đây, cho nên là mình cắm để giống như là một cái sự tôn trọng với người ta vậy đó. Sau khi mà chị cắm xong á thì kiểu thì có một đêm đó là sét đánh đùng đùng luôn mọi người, mà sét cứ đánh xuống cái chỗ chị hoài. Xuống cái chỗ chị gần ở là các bạn biết là thường á là thiên lôi á, người ta sẽ canh ma quỷ cái đánh đó mọi người, hiểu không? Sáng dậy nha là thấy cái một chút xíu cây gòn, một nửa cây gòn á, mấy cái cây gòn á nó bị đứt một khoảng, bị đánh đó mọi người. Cây gòn nó bị sét đánh đứt một khoảng, mà cây gòn nó bự lắm. Nó ví dụ cái nhà của chị ở đây đi, cái nhà của chị ở đây thì cái cây gòn nó ngã, nó không đáng lẽ nha là cái chỗ nó đứt á, cái chỗ mà nó đứt á là nó phải ngã vô đây,
nó phải ngã vô nhà chị, nhưng không, nó ngã qua ông bên mé hông nhà chị. Mà cái chỗ đứt là nó ở ngay cái trần trần nhà chị luôn. Đáng lẽ nó phải ngã cái đùng một cái là xính xuống nhà chị rồi. Nhưng mà tại vì á là có thờ mẹ Quan Âm á, rồi có đọc kinh mỗi ngày á, rồi tích đức á mọi người, cho nên là bị tránh được. Mà cái này mấy cái này bảo tin nha, có cái nhà đó kế nhà đó nó có cái nhà cháy, mà cái nhà cháy đó người ta cháy lớn lắm nha, người ta cháy lớn lắm, nhưng mà cháy rất lâu luôn, cháy rất lâu mà để có được đội cứu hỏa tới là rất là lâu luôn nha. Nhưng mà không hiểu sao nó không lan qua mấy nhà còn lại, mà nó cháy rất lớn, cái nhà đó nó cháy rất lớn nhưng mà lửa nó không lan qua mấy nhà còn lại. Các bạn biết sao không? Ở cái nhà kế bên đó, là cái nhà đó, hình như là cái nhà đó là kế bên cái nhà trái là cái nhà karaoke đó mọi người. Ai mà ở bên Liên Sĩ biết, ai ở Liên Sĩ biết cái vụ trái đó, trái nha. Mà cái nhà kế bên là có cái Phật mẹ, có cái tượng Phật mẹ, mà mẹ, cái hình của mẹ, cái biểu tượng của mẹ là gì nè, trời ơi, kể mở cái gà nè mọi người. Cái hình là tượng mẹ Quan Âm đang cầm thả chai nước xuống vậy nè mọi người, hiểu không? Mẹ Quan Âm có cầm một cái bình, có một cái bình nước, một cái bình nước rồi. Mà nhà cháy mà cháy rất lớn nha, khoảng một thời gian sau á, rất lâu thì kiểu mà cứu hỏa nó mới tới. Đáng lẽ là nó phải cháy lan ra rồi, nhưng nha, mà lửa nó cứ phập phùng ở đó, nó không có qua nhà bên kia luôn. Nó chỉ gọi là đen đen cái tường nhà bên nó thôi, chứ nó không có qua nhà bên kia. Mà cái tượng mẹ là vậy nè, tượng của mẹ Quan Âm là cái biểu tượng là vậy nè mọi người, là đổ nước xuống á mọi người. Bình cam lô á anh đó. Chai nhà em cũng có hả? Ủa cái chai này là anh tập tạ rồi đó, anh hay nhức mỏi rồi đó, anh tập xong anh lăn nè. Lăn rồi đó. Chứ mẹ Quan Âm không có cầm cái này. Ý là anh chỉ diễn tả thôi, chứ mẹ Quan Âm không có cầm cái này. Trời tập tạ ghê, mọi người sao vậy? Mọi người sao vậy? Trời ơi gì vậy bé? Gì vậy bé? Cái gì vậy bé? Trời cái gì cái bé? Có bốn múi vậy bé? Giỡn hoài. Giỡn hoài bé. Anh sơn móng tay không có nghĩa là anh yếu đuối vậy bé. Lầm lách đầu. Trời bự dữ. Rồi bây giờ kể tiếp. Thì vậy đó, bảo tin. Xong rồi có một cái cậu đó, cái chú đó là chú của cái chị Liên, cậu chị của Liên á. Mới từ Sài Gòn xuống thăm gia đình cũng ở đó. Thì ở đó thì đi vệ sinh là phải đi cái chỗ mà nó khoét á mọi người. Đi vệ sinh là phải đi cái chỗ mà nó khoét cái lỗ á, ở dưới đất á. Nhưng mà cậu không thích đi cái đó, cậu ngại dơ, cái cậu đi ra chỗ gần nghĩa địa cậu đi. Ủa là sao? Có chỗ đi vệ sinh, chỗ đó không đi nhưng mà phải đi ra gần nghĩa địa. Cái xong rồi hả, lát hồi tự nhiên cậu chạy quá trời luôn. Mà hả, đít của cậu dính quá trời xịt luôn mọi người. Đít cậu dính chết trời xịt. Cậu chạy ra. Má. Cậu chạy ra vậy đó. Ma, cậu la lên. Trời ơi, sợ quá trời sợ luôn. Cậu nói sợ té bu ri luôn. Cái hả, cậu nói cậu đang đi vệ sinh, tự nhiên có người hả hả. Có người chụp cậu vậy nè. Chụp cái bụp. Cái xong mà thấy cái bàn tay đen xì á mọi người. Thấy cái một cái bóng người đen xì mà cháy khét luôn, có nghĩa là bóng người đen xì bị cháy khét, bị sét đánh đó mọi người. Bóng người đen xì bị cháy khét á. Ghê quá, cái xong cậu chạy quá trời luôn. Cái xong rồi hả, cái người ta cũng kể là ở đó là người ta gặp nhiều lắm, những cái người dân ở đó người ta gặp nhiều lắm. Có khi á là người ta đi làm á, có từ ngày có gia đình của chị bạn chị ở đây thì đỡ. Có khi người ta đi làm á là người ta bị gặp ma á, mà người ta một á là nhát, hai là nhờ ta mua đồ giùm. Kiểu như là hiện ra cái nhát ta, hai là hiện ra để hả mua đồ ăn giùm đi, đói quá. Vậy đó, cái kiểu vậy đó là hiện ra làm vậy. Cái xong là ông này ông đi vệ sinh chỗ đó, đi bậy chỗ người ta ở đó mọi người. Bậy chỗ ta ở cho nên mới bị ấp sọt như vậy. Xong rồi nha, tới cái câu chuyện tiếp theo là ở chỗ rất là linh. Và mấy cái chỗ linh như vậy á thì thường là các bạn không nên thề thốt. Thì nhà của các bạn, nhà chị Liên này á, có nuôi hả một con chó mẹ. Thì cái con chó mẹ này đem đi cho là tại vì nó đẻ nhiều quá. Nó đẻ quá nhiều đi, nó mắm đẻ quá, nó đẻ rồi, nó đẻ nữa, đẻ rồi, đẻ nữa. Thì gia đình khó khăn cho nên không có nuôi được. Gia đình chị Liên khó khăn quá cho nên không có nuôi được. Cho nên là gia đình chị Liên mới gọi là, mẹ chị Liên mới gọi là bán con, tính không phải bán, lộn. Bán chó thì là nghèo khó cho nên không có bán, đem cho. Thì mới cho cái ông đó, nhà ông cũng giàu lắm. Thì hả,
cho thì mới kêu là không có được ăn nha, cho là không có được ăn. Thì ổng mới kêu là trời ơi, ổng xin về ổng nuôi, thì cho chó thì ổng mới xin, ổng xin đàn luôn, ổng xin một đàn luôn, là giếm nha, xin mẹ rồi cho lẫn con luôn á, là xin một đàn luôn. Cái sau này nó là không có ăn thì mới cho, thì ổng mới nói là tôi thề với bà, tôi mà ăn là tôi chết liền ngay tại chỗ. Vậy mà ổng vừa sinh xong ổng về là ổng làm thịt mấy con chó luôn mọi người. Sáu con chó con, một con chó mẹ. Vừa ăn xong là qua ngày hôm sau ổng chết liền luôn. Cảm ơn Healthy nha. Trời ơi, hôm nay mình chậm phía và cảm ơn các bạn nhiều, mình thương các bạn quá đi. Trời ơi má, ăn một con chó mẹ mà còn ăn thêm mấy con chó con nữa. Thề xong, qua ngày hôm sau chết liền luôn. Cảm ơn Gia Hơn nha. Các bạn biết sao không? Tại vì các bạn mỗi lần các bạn thề bảo nói là các bạn làm gì thì làm, đừng có thề bậy thề bạ. Tại vì chung quanh chúng mình sẽ có những cái vong linh, người ta đứng ở đó người ta chứng cho. Đừng hứa một cái gì đó, đừng thề một cái gì đó. Chung quanh đó vong linh, người ta có người chứng cho. Nha. Rồi đó. Rồi người yêu cũ là những cái người yêu cũ mà hứa với các bạn là anh sẽ không bao giờ làm em buồn đâu, không em làm em buồn gần đó đâu, mà mấy nó hứa đó, dòng linh chứng tụi bay. Mày làm đúng rồi, nó đâu có làm các bạn buồn đâu, nó làm các bạn buồn hơn vậy nữa. Buồn bình thường đâu, mà buồn hơn vậy là nó đâu có sai. Cảm ơn Selkoti nha. Cảm ơn Selkoti nha, đúng không? Đó, nó hứa vậy là nó làm các bạn buồn hơn rồi. Cho nên là nó không có thất hứa, không có buồn như người yêu cũ đâu, buồn hơn. Thiện tai. Bên đây thiện tai. Thiếu em anh không sống được đó. Ok đó. Đó con đó. Thiếu em anh không sống được đó. Ừ con đó đó. Mấy câu đó nó nói đó, anh đừng có nói vậy nha. Có người chứng đó. Dòng linh mình ta chứng đó. Không có thề thốt bậy bạ nha mọi người. Không có thề thốt bậy bạ cho mọi người, đừng thề thốt bậy bạ. Chuyện là thế đó. Ngủ tả gì sĩ dạ. Hôm nay ổng cười nhiều ghê, chết rồi, chắc tại tôi mới uống trà sữa mọi người. Tôi mới uống trà sữa cho nên tôi bị quá chớm. Rồi xong có chuyện gì nữa nè. Có một cái gia đình đó, có 4 người, có 5 người, hai vợ chồng và 3 đứa con. Một đứa nhỏ thì chỉ biết bò thôi. Thì cái nhà đó cũng chuyển qua ở gần cái khử ruộng nó luôn, cũng nhà cũng khổ, cũng xin cái người mà chủ cái ruộng đó là xin cái đất ở ruộng đó thôi, cho vừa trồng đất cho người ta, vừa trồng ruộng cho người ta vừa ở, thì cất lên ở. Thì cái nhà đó là nói chung là ba mẹ không có thương con lắm, kiểu mà ba mẹ thiếu nợ, cờ bạc là thiếu nợ mọi người. Cái xong rồi để cho con mình đói, con mình phải đi xin ăn, là ba đứa trẻ đó phải qua nhà chị Liên á để xin ăn, ăn ké, ăn trực này kia kiểu, thì cũng cho tại nó con nít mà. Nhưng ba của chị Liên thì không thích mấy đứa nhỏ này lắm, mẹ cũng không thích gia đình đó. Nói chung là tại không thích gia đình đó cho nên là cũng sợ mấy đứa nhỏ đó giao du với lại gia đình mình, hiểu không? Chứ không phải là ghét mấy đứa nhỏ đâu, không phải ghét. Thì tới một ngày kia, tại gia đình này đánh đập con nít không mà, kiểu mà các bạn hiểu cái kiểu người lớn mà người ta stress xong rồi người ta không có làm gì, cuộc sống người ta tệ á, cái xong rồi người ta nuôi con mà người ta coi con họ là gánh nặng á. Bây giờ đừng có, chứ không có kinh tế, tại vì ngày xưa thôi cho nên cũng không dắt người ta được. Bây giờ không có kinh tế thì đừng có con. Không có kinh tế thì đừng lập gia đình giùm cái. Có kinh tế rồi hẳn làm những cái điều đó ha. Mình trẻ bây giờ mình lớn rồi, mọi người bây giờ là hiện đại rồi thì hãy có kinh tế rồi mới có hả, mới hãy lấy nhau. Đó, để cho mấy đứa nhỏ khổ. Tại vì khi mà người lớn stress á thì đa phần á họ ngày xưa người ta sẽ chúc giận con nít, đánh đập chửi rủa mà chửi thề không chửi tục không. Gia đình này họ như cả, bởi vì ba của anh chị mẹ chị Liên không có thích. Rồi xong tới một ngày kia cái bỏ ba đứa nhỏ này đi luôn, trốn nợ quá, cái kiểu như là trốn nợ mà không dắt con mình theo luôn, bỏ ba đứa nhỏ này luôn. Cái ba đứa nhỏ nó buồn lắm, tội lắm. Ba đứa nhỏ đó hả, phải đi ăn trực tiếp chứ biết sao giờ. Ngày hôm đó qua nhà của chị Liên, tại vì chị Liên là gia đình mẹ chị Liên hiền lắm, mẹ chị Liên thương mấy nít lắm. Mới cho ở từ sáng cho tới chiều luôn, ở từ sáng cho tới chiều. Lúc mà nghe nó là
nó chạy qua nó kêu trời ơi, cô Liên ơi, bên gia đình chị Liên nó là trời ơi, cô ơi hả, ba mẹ con trốn nợ bỏ con rồi. Trời nghe buồn ha mọi người, nghe buồn ha, thiệt luôn, kể về buồn lắm thiệt luôn. Bảo mà có tiền chứ bảo nhận nuôi hết những cái người, những cái đứa trẻ nghèo khổ mà nó thiệt. Bảo mà có tiền mà giàu thiệt giàu, bảo bảo giàu lắm luôn á, bảo giàu cỡ Bill Gates á, bảo sẽ bảo giàu cỡ cái ông gì đang giàu nhất thế giới không ta, không, nói chung là Mỹ là có tiền dư thiệt dư á, nhiều lắm nha. Mình đã lo được cho gia đình mình rồi nha, mình mà có tiền mà lo cho được gia đình rồi, mình sẽ xây, mình mà dư ra mình sẽ xây một cái nhà. À, mình sẽ xây một cái nơi, hoặc là mình sẽ nhờ một cái nơi nào đó để mình bỏ tiền vào, mình sẽ nuôi những đứa trẻ, mình sẽ nuôi những đứa trẻ đó, mình sẽ nuôi khoảng 10-20 đứa trẻ, 10-15 đứa trẻ, xong rồi nuôi cho tụi nó ăn học đàng hoàng lớn lên nha, cho tụi nó có, ý là nuôi tụi nó lớn luôn á, xong rồi tụi nó có tiền rồi, xong này sau này á là tụi nó muốn đi làm nuôi lại những cái đứa em sau này của tụi nó trong cái nhà trẻ của Bảo á, thì tụi nó cứ gì, còn nếu mà tụi nó không muốn á thì tụi nó ừ đi đâu đi, tới đó thì đi đâu đi, sau rồi Bảo sẽ tiếp tục đổ tiền vào để nuôi những cái đứa trẻ đó lớn lên. Xong rồi hả, trước khi mình nó lớn lên á là mỗi ngày luôn Bảo sẽ nói là mỗi ngày mà Bảo kiểu mà qua chơi tụi nó, Bảo sẽ kêu là tụi con nhớ lớn lên là tụi con phải nuôi những đứa em sau này nữa nha, chứ mốt là Chu Hoài Bảo không phải là cây sống đời. Ba không phải là cây sống đời đâu, có thể ba sẽ để lại tài sản cho tụi con, nhưng mà tiền xài cũng hết, cho nên là tụi con hãy nhớ là làm việc là vàng, năng suất là lao động nha. Ok, nói gì vậy ta, là làm việc là vàng, năng suất là lao động, ý là hiểu không, ý là thật sự là Bảo muốn có một cái guồng quay như vậy á, ý là Bảo cũng muốn có một cái guồng quay vậy đó. Bảo nghĩ trong đầu vậy hoài luôn á, Bảo nghĩ trong đầu vậy hoài luôn á, là Bảo muốn nuôi mấy đứa nhỏ mà cơ nhỏ, sau này nó lớn lên thành người và nó phải là người có thành đạt và có công danh sự nghiệp luôn, là nuôi nó như vậy luôn á, nuôi như một đứa con luôn á. Sau này nó, Bảo không có cần nó nuôi lại Bảo, mà Bảo muốn là nếu được á thì mày nuôi những cái đứa còn lại, tao nhận nuôi, mày phụ tao nuôi với. Mày không phụ được tiền thì mày phụ sức, mày vô mày chăm em, dễ em đồ đó, vậy đó, vậy á. Nhưng mà bây giờ mình không có tiền. Nhưng mà mình có một cái đầu óc mình suy nghĩ như vậy. Mình, nhưng mà không sao đâu, mình sẽ cố gắng kiếm tiền để mình có thể thực hiện được điều đó ha. Rồi ok. Thì mất rồi, cái xong ngày hôm đó thì ba của bạn mới đuổi. Ba là cũng hối hận lắm mọi người, kiểu là ba của chị Liên mới đuổi cái người đó về, không có cho, ý là mày về nhà mày ngủ đi, ý là không xin ngủ lại mà nó không cho ngủ lại. Tội mấy nhỏ buồn. Cái hả, sáng ngày hôm sau đâu có nghe gì đâu, tự nhiên sáng ngày hôm sau hả, thằng kia nó đi qua kêu là tìm cái thằng em, biết là thằng bé bé á, hai chị em nó chạy qua, thằng nhỏ với con chị, thằng nhỏ với con chị chạy qua kêu là ủa thấy em của con đâu không, cái xong rồi mới kêu là em mày nó mới biết bò, nó đi đâu được má, đi đâu được rồi, ủa em mày ở với mày phải biết chứ sao, mày hỏi tao, cái xong rồi đi tìm quá trời tìm luôn, thì thấy xác con nhỏ trôi trên sông mọi người. Nghe nói là ở đó là có ma da đồ đó, nghe nói ở đó là có ma da đồ đó mọi người, cho nên là người ta có giải thích là không biết là sao thằng nhỏ có thể bò ra ngoài xa lắm, bò ra ngoài mà rớt xuống sông được, mà chết mà nổi lên bờ như này. Người ta đổ thừa là do ma da, có người thì đổ thừa là do nhớ mẹ quá, nhớ sữa mẹ quá, nhớ vậy quá cho nên đi tìm mẹ. Trời ơi, thằng nhỏ mà nhỏ xíu mà phải đi tìm mẹ vậy, thằng nhỏ nhỏ xíu mà lại phải bò đi tìm mẹ mọi người, chết luôn. Cái xong trời, nói chung là ba của bạn cũng buồn lắm, cũng tự trách lắm, rồi mẹ của bạn khóc hoài à, mẹ bạn khóc kêu trời ơi tại sao lại đối xử với tụi nó vậy, trời, tối ngày hôm qua là mẹ bạn để thấy khó chịu rồi, thấy buồn rồi, tối ngày hôm qua mẹ bạn nó thấy buồn rồi, buồn lắm, không có cha mẹ khổ lắm mọi người, không có cha mẹ khổ mọi người, mình sinh ra mà mình có cha mẹ á, mình may mắn hết rồi. Mình xin lỗi, mình có cha mẹ cấp, nếu không mình vô lo chéo bạn ha. Mình xin lỗi, mình có ba mẹ là may mắn rồi mọi người. May mắn quá, tụi mình may mắn quá. Không có gì nha. Ok, cảm ơn các bạn đã xem hết livestream này. Bye bye, hẹn gặp lại nha.